nay có gì bạn? Các bạn à? Ngoài thịt với lừa là hai men mình nữa. Mọi người ơi, con rắn này không hồi đấy. Các bạn nhớ xem nhìn mình nhá. Đây là thịt của bạn. Mình sẽ đập vào đây. Nay chi hai rồi. Ngon. Ngon lắm mọi người. Như có gì hơn trà chai thì phải. Như chưa chín. À, ngon lắm các bạn ơi. Như chưa chín thì sao? Chặt nhỉ. Mà chả phải chặt nhỉ. Chưa chín mọi người. Mình nướng từ nãy giờ gần 20 phút rồi mà chưa chín. Đấy. Mọi người nhớ đón xem nhá. Và đây mọi người rất là chất. Và chân chân lắm. Dành cho các bạn xem. Đây là kết quả từ mình, từ sáng giờ mình nướng 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng rưỡi rồi. Bây giờ chỉ việc ăn thôi. Ăn nó lần rưỡi nha các bạn. Wow. Được.